Chào mừng các bạn là đến với hệ thống laptop sapphireshop.com. Nhắc đến Asus, chúng ta liên tưởng đến những mẫu laptop thời trang, ấn tượng và phong cách. Tất cả các bạn nữ đều rất thích những dòng sản phẩm của Asus. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn những mẫu Asus vừa được ra mắt trong năm nay. Mời các bạn đến gần để xem sản phẩm. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu dòng Asus này. Đó là Asus ZenBook UX430U. Đây là một mẫu đối với tôi là khá là ấn tượng. Vẻ ngoài của máy thì chúng ta thấy được làm một cái lớp giả gương với công nghệ khắc chìm nano. Chữ Asus được khắc chìm sâu dưới cái lớp gương này, tạo cho chúng ta một cái ấn tượng rất là rõ rệt ngay lần đầu tiên mới nhìn vào máy. Cực kỳ mỏng, nhẹ. Đây là dòng phân khúc laptop Asus dành cho các bạn văn phòng thường xuyên có nhu cầu di chuyển nhanh, làm những công việc có tính cơ động cao. Máy được trang bị những cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, các bạn có thể yên tâm sử dụng. Mình sẽ giới thiệu lần lượt từng chi tiết. Về đầu tiên thì chúng ta thoạt nhìn về phía màn hình, đây là phải nói là một cái công nghệ mới của Asus. Khi mà chúng ta nhìn một cái máy với kích thước chúng ta tưởng là 13.3 inch nhưng thực tế máy này độ phân giải của nó là 14 inch, gần như là tràn viền, tỷ lệ tràn viền là 80%. Là bởi vậy cho chúng ta lắp được một cái khung hình 14 inch trong một cái khung máy 13.3 inch. Đó là điểm độc đáo nhất mà tôi ấn tượng ở dòng Asus này. Và độ phân giải của nó là Full HD. Cái điểm thứ hai là Asus đã loại bỏ cái màn tấm nền màn hình gương và thay cho nó là một cái tấm nền IPS với lụa chống chói, thì đó chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái ánh sáng ở bên ngoài tác động vào, làm cho chúng ta không bị khó chịu khi sử dụng lâu. Máy được trang bị sở hữu chip Core i5 thế hệ thứ 7, sở hữu RAM 8GB DDR4 cho tốc độ chi sức khởi động dữ liệu rất là nhanh, cùng với ổ cứng SSD 256GB. Thì tôi nghĩ đối với các bạn sử dụng văn phòng thì cái cấu hình này là quá hợp lý. Chúng ta hãy tưởng tượng những cái buổi họp nhanh, gấp rút, hoặc là những cái buổi làm việc ngoài trời, ngoài quán cà phê, hoặc là thường xuyên di chuyển liên tục, cần một cái máy khởi động nhanh, thì đây chính là sản phẩm dành cho các bạn. Về bàn phím thì như những dòng dành cho giới văn phòng chúng ta thì phím có độ nảy nhẹ, tạo cảm giác rất là thoải mái. Mặc dù là máy nhỏ gọn nhưng các bàn phím vẫn được có khoảng cách, làm cho chúng ta không bị gõ nhầm phím. Tôi rất thích cái điểm này ở Asus. Lên sản phẩm này thì Asus đã ưu ái cho UX430U công nghệ âm thanh là Harman Kardon. Công nghệ âm thanh này nó giúp cho các bạn có thể nghe âm thanh với âm lượng lớn hơn vì nó khuếch đại lên 3.5 lần. Đây là một cái điểm tôi cũng rất là thích. Xài văn phòng nhưng mà đôi khi các bạn phải giải trí đúng không nào? Với một cái màn hình Full HD sắc nét cộng với lại cái công nghệ âm thanh Harman Kardon như thế này thì tôi nghĩ là rất đáng đồng tiền. Máy rất là mỏng, như các bạn thấy, nhẹ nữa. Toàn bộ trọng lượng máy chỉ nặng có 1,25 kg thôi các bạn. Đó là thông số chính xác từ nhà sản xuất đưa ra. Và chúng ta nhìn cái cạnh bên hông xem được trang bị những cái gì nha. Đây là dây cắm nguồn rồi. Cái này thì là USB 3.0. Ê, 3.1 xin lỗi các bạn, 3.1 nha các bạn. Đây là công nghệ mới, HDMI mini nè. Rồi cái này là jack âm thanh kết hợp với tai nghe tích hợp. Còn này là USB Type C cho những cái thiết bị kết nối mới sau này. Đây là cổng khe nhớ SD dành cho các bạn thích quay phim chụp hình ha, cũng rất là tiện lợi. Đây là cổng USB 3.1 luôn. Ngoài ra máy còn được trang bị một cái điểm mà tôi khá là hài lòng. Làm văn phòng cũng phải liên quan tới bảo mật. Các bạn hãy quan sát dùm tôi cái touchpad này. Các bạn thấy có gì lạ không? Đây, cái điểm G nhỏ hình vuông này chính là công nghệ bảo mật vân tay mới của hãng Asus. Thay vì chúng ta phải nhập mật khẩu bằng một cái password gì đó hết sức là dài dòng, nhưng mà giờ đây là chúng ta chỉ cần thiết lập cài đặt kết hợp với lại Windows Hello,
chúng ta chỉ cần chạm nhẹ một ngón tay và có thể khởi động nhanh Windows rất là tiện lợi và tính bảo mật rất cao. Tôi cực kỳ thích cái tính năng này của dòng Acer ZenBook. Với mức giá khoảng 16 triệu thì tôi nghĩ là rất đáng đồng tiền để các bạn sở hữu một cái sản phẩm 14 inch Full HD, màn hình IPS và công nghệ bảo mật như thế này. Tôi nghĩ là rất là đáng đồng tiền ha. Ngoài ra, nếu đối với những bạn có nhu cầu mà không di chuyển nhiều lắm, thích màn hình một kích cỡ màn hình lớn hơn tí xíu nhưng mà vẫn phải đảm bảo yếu tố mỏng đẹp, thì kế bên cạnh tôi đây là dòng Acer Vivo. Như ban đầu tôi đã nói đúng không, laptop Acer là tượng trưng cho phong cách thời trang ấn tượng, mới nhìn là mình đã thích rồi. Trọng lượng máy thì rất là gọn nhẹ, giống như nhau. Đây là dòng Acer S510U. Dòng này thì đối với các bạn xài nhu cầu đơn giản nhẹ nhàng thì chúng ta có cấu hình như máy này, đó là i3 thế hệ thứ 7. Với điểm nổi trội của máy là cho dung lượng pin lên tới 8 giờ đồng hồ, công nghệ nano display cho cái màn hình với độ phân giải là Full HD và cũng có thiết kế là gần như tràn viền. Máy này là tôi bật mí với các bạn là tôi mới nhìn thì tôi tưởng là 14.1 khi mà hàng mới về, nhưng mà thực ra cái máy này nó tới 15.6 inch là do cái thiết kế công nghệ mới của Acer. Nó đã làm cho từ cái tấm nền ra cái viền bên ngoài nó giảm thiểu tối đa đó, cho nên là chúng ta nhìn rất là thích. Thì cũng được trang bị những cái công nghệ tiên tiến mới mà cái chuẩn hiện nay các bạn cần, đó là USB 3.0, cổng SD, khay cắm thị nhớ, USB tiếp C, HDMI, bên đây là thêm một cổng USB nữa, đây là cổng nguồn. Máy này được trang bị cái lớp ngoài màu vàng đồng, rất là thời trang. Còn một phân khúc nữa đó là dành cho các bạn cũng là xài văn phòng. Đây là dòng Acer A441U. Đối với các bạn cần một cấu hình không quá cao với giá tiền vừa phải thì tôi nghĩ đây là dòng Acer hợp lý với các bạn. Đây là model máy là Acer A441U, chip Core i3 thế hệ thứ 5. Xin lỗi các bạn, thế hệ thứ 6 nha. Được trang bị RAM 4GB, ổ cứng 500GB, cũng trang bị rất là đầy đủ các cái cổng kết nối ngoại vi như HDMI, USB tiếp C, USB 3.0, ổ khóa Kensington, webcam vân vân. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn ba mẫu sản phẩm với mức giá là dưới 7 triệu, 11 triệu, 16 triệu, đủ các nhu cầu để cho các bạn sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Nhìn chung, Acer là một thương hiệu tính tới thời điểm này cũng rất là có uy tín trên thị trường và liên tục đưa ra những mẫu sản phẩm ấn tượng bởi vẻ ngoài phong cách và càng ngày càng gọn nhẹ, rất thích hợp với những bạn xài văn phòng, đặc biệt là các bạn nữ. Các bạn có thể xem thêm chi tiết các dòng laptop của chúng tôi tại website laptopsuchtayshop.com. Trên đó có hai số hotline, đó là 0903 344 188 và 0908 115 124. Chúng tôi có rất nhiều hình thức để mua sản phẩm. Các bạn có thể đến cửa hàng thanh toán trực tiếp chúng tôi, hoặc cũng có thể đặt hàng trên website, chúng tôi có thể ship code đến tận nhà các bạn, không phải lo nghĩ gì cả. Ngoài ra có nhiều hình thức, các bạn có thể quẹt thẻ hoặc là trả góp qua ngân hàng. Tại đây chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm, hơn 400 mẫu sản phẩm được cập nhật liên tục, như là HP, Acer, Dell, Lenovo ThinkPad, iMac, Sony Vaio, rất là nhiều để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Tôi hẹn các bạn ở những video sắp tới sẽ cho các bạn xem những video clip đặc sắc hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Mấy thẻ cho nhanh.